Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Vợ Đan Nguyên khoe ảnh cưới Mộ Mĩ bên chồng. Vài giờ trước, bà xã tương lai của Đan Nguyên đã đăng tải trên Facebook cá nhân hai tấm ảnh cưới để chia sẻ niềm hạnh phúc lên xe hoa với bạn bè, người thân. Trong đó bức ảnh đen trắng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong bức ảnh này, Kiều Trinh diện váy cưới ren, cười rạng ngời ghé sát vào chồng, còn Đan Nguyên diện áo sơ mi trắng với chi tiết ren giống như váy cô dâu. Anh hài hước làm mặt xấu trước ống kính, trong khi tay nắm chặt bà xã. Trên ngón tay áp út của anh là chiếc nhẫn cưới long lanh. Khi khoe tấm ảnh này trên Facebook, Kiều Trinh vui vẻ bình luận: "Đây là một trong những tấm ảnh mà Kiều Trinh yêu thích nhất." Hàng loạt fan của Đan Nguyên đã vào chúc mừng và khen bức ảnh cưới của cặp đôi rất đáng yêu. Mộ Mĩ, một khán giả bình luận: "Đây là khoảnh khắc mà hiếm khi fan thấy ở anh Bo. Khi đã yêu nhau thì xấu đẹp không còn là điều quan trọng nữa. Vậy là sau bao năm cống hiến tuổi trẻ và giọng hát của mình, giờ đây anh đã tìm được bến đỗ. 15 năm ca hát là 15 năm tụi em dõi theo bước chân anh, và tiếng hát anh đã in sâu vào trái tim mỗi người. Bao năm qua biết bao tin đồn anh có bạn gái, nhưng chưa lần nào những người ấy thực sự lấy được lòng của fan. Gần đây nhất là MC Huyền My với những bài báo không hay về anh. Nhưng hơn ai hết, fan là người hiểu anh rõ nhất, vì những người muốn lấy tên tuổi anh để đánh bóng tên tuổi họ. Còn chị Kiều Trinh em thật ngưỡng mộ chị, vì chị đã giúp tụi em thương yêu, chăm lo chia sẻ với anh mà không bằng điều tiếng. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị hãy yêu thương anh thật nhiều như tụi em vẫn thương yêu anh nha. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc và mãi là thần tượng của tụi em. Yêu anh chị rất nhiều từ ngày Đan Nguyên thông báo tin chấm dứt cuộc sống độc thân ở tuổi 45 với Kiều Trinh sau mối tình 3 năm. Rất đông khán giả, trong đó có nhiều bạn trẻ đã chúc phúc cho thần tượng. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến chê bai nhan sắc bà xã tương lai của anh. Trước phản ứng không tích cực này, anh Bo đã viết bức thư cho fan và bênh vợ: "Đừng so sánh giữa cái đẹp và cái xấu, vì cũng có nhiều người lấy người đẹp rồi chia tay. Ở đây anh chọn là những gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Đẹp là ở tâm hồn, đẹp là ở cư xử và sự giỏi giang, đẹp là biết lễ nghĩa, công dung ngôn hạnh của người con gái. Nếu mình chỉ biết chọn cái đẹp cho bề ngoài thì thử hỏi một ngày nào đó người ấy xấu xa đi thì mình còn yêu được nữa hay không?" Đan Nguyên là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình sâu lắng, gây ấn tượng với chất giọng cao đầy nội lực. Những ca khúc của anh luôn đến được với trái tim của khán giả trong và ngoài nước. Là một trong những ca sĩ nổi tiếng, Đan Nguyên cho biết anh cũng cảm thấy không hài lòng khi tên tuổi của mình gắn liền với hình ảnh cậu bé bán kéo được tất cả mọi người nhắc đến. Ngoài giọng hát, nam ca sĩ còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều fan girl. Anh chàng sở hữu một vẻ ngoài đầy thu hút với gương mặt soái ca cùng body cực chuẩn. Bên cạnh việc đi diễn, Đan Nguyên còn rất thích luyện tập thể dục thể thao. Anh có niềm đam mê với các hoạt động thể chất từ tập gym, boxing cho đến bóng đá. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, Đan Nguyên có cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở trời Tây. Anh thường công khai chia sẻ những món đồ xa xỉ mà mình tậu về, từ xế hộp, phụ kiện cho đến quần áo. Hầu hết đều được nam ca sĩ mua từ những thương hiệu đắt đỏ. Hiện tại, Đan Nguyên thường xuyên đi diễn ở nhiều sự kiện, phòng trà lớn nhỏ trên đất Mỹ. Với cách hát mới lạ, anh đã thổi hồn vào nhiều bài hát cũ như Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, Chuyện Đồi Hoa Sim hay Thành Phố Mưa Bay. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, nam ca sĩ luôn được xem là một hiện tượng mới trong làng nhạc hải ngoại. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng giọng hát và phong cách trình diễn của anh vẫn khiến công chúng tan chảy đến nay. Đan Nguyên vẫn thể hiện rất thành công các ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng trên kênh YouTube của mình. Nam ca sĩ thường đăng tải các MV ca nhạc và nhận về lượt xem cao ngất ngưởng. Trong thời gian sắp tới, người hâm mộ cũng hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục mang đến nhiều nhạc phẩm hơn nữa. Tối ngày 22 tháng 6, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nam ca sĩ Đan Nguyên vén áo khoe bụng săn chắc trước đông đảo khán giả trong một show truyền hình đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chương trình mà Đan Nguyên tham gia đã ghi hình từ một năm trước. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, một tình tiết nhỏ trong show mới được khán giả chú ý và chia sẻ lại. Cũng theo nội dung đoạn clip, Đan Nguyên nhận được yêu cầu từ khán giả phải vén áo khoe bụng nên anh đã miễn cưỡng thực hiện. Mặc dù nam ca sĩ tỏ ra khá bối rối và liên tục từ chối, nhưng với sự cổ vũ của khán giả có mặt tại đây cùng nam MC nên anh mới chấp nhận yêu cầu. Đây không phải lần đầu tiên Đan Nguyên khoe bụng trước đông đảo khán giả. Đầu tháng 6 vừa qua,
nam ca sĩ từng khiến fan sửng sốt khi xuất hiện một clip ngắn ghi lại cảnh anh bị hai fan nữ tháo nút áo liên tục đụng chạm cơ thể và gục đầu vào bụng khi đang biểu diễn. Đáng nói, thay vì có phản ứng để giải quyết sự cố, Đan Nguyên lại tỏ ra khá thoải mái khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù sân khấu hải ngoại có phần thoải mái hơn tại Việt Nam nhưng với những hình ảnh này lại khó có thể chấp nhận. Tuy nhiên, do Đan Nguyên đang sinh sống và hoạt động nghệ thuật tại thị trường hải ngoại nên anh dường như không quan tâm đến những ồn ào bổ vây. Do đó, trước mọi bàn tán từ công chúng, nam ca sĩ đều không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Kiều Trinh sinh năm 1990, kém ông xã Đan Nguyên 10 tuổi, là người Mỹ gốc Việt. Cô tốt nghiệp Đại học San Jose chuyên ngành Marketing và Kinh doanh Quốc tế, từng làm phát thanh viên 7 năm ở công ty giải trí riêng, sau đó thành lập công ty tư vấn tài chính tại Mỹ và hoạt động đến nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.